Theo cam kết của các doanh nghiệp lớn, kể từ ngày mai 1 tháng 4, giá lợn hơi có thể giảm xuống dưới mức 70.000 đồng 1 kg. Các doanh nghiệp cho biết thời gian vừa qua giá thịt lợn vẫn còn cao là do khâu trung gian chưa được kiểm soát chặt, đặc biệt khâu từ lò mổ đến tiểu thương. Cùng với đó, một số doanh nghiệp chưa tuân thủ yêu cầu hạ giá thịt lợn của chính phủ. Khảo sát tại các chợ dân sinh ngày hôm nay cho thấy giá thịt lợn hơi phần lớn lấy từ các nguồn nuôi nhỏ lẻ vẫn ở mức từ 83 đến 85 ngàn đồng 1 kg, dẫn đến giá thành phẩm từ 150 đến 200 ngàn đồng 1 kg tùy loại.